Có nên cho trẻ uống tăng cường sức đề kháng không? Mẹo tăng cường sức đề kháng tự nhiên. Có nên cho trẻ uống tăng cường sức đề kháng trong mùa bệnh không là thắc mắc của rất nhiều phụ huynh. Sau đây chúng tôi sẽ giúp các mẹ giải đáp băn khoăn này, hiểu đúng về vai trò của sức đề kháng đối với trẻ. Trước khi giải đáp có nên cho trẻ uống tăng cường sức đề kháng không, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vai trò của sức đề kháng đối với trẻ nhỏ nhé. Sức đề kháng hay rộng hơn là hệ miễn dịch, là một mạng lưới phức tạp của các tế bào và protein bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng. Hệ thống miễn dịch lưu trữ hồ sơ về mọi vi trùng mà nó đã từng đánh bại để có thể nhận ra và tiêu diệt một cách nhanh chóng nếu nó xâm nhập trở lại. Các bộ phận chính của hệ miễn dịch là xương, tuyến ức, lá lách, hệ thống bạch huyết, hệ thống bổ thể, kháng thể và tế bào bạch cầu. Chúng cư trú tại khắp nơi trên cơ thể, cung cấp khả năng bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tật. Sự bảo vệ này được gọi là khả năng miễn dịch. Một khi sức đề kháng bị suy giảm, nhất là ở trẻ nhỏ, cơ thể sẽ không đủ khả năng chống đỡ, rất dễ mắc các bệnh truyền nhiễm. Có hai loại miễn dịch bẩm sinh hay còn được gọi là miễn dịch không đặc hiệu hoặc miễn dịch tự nhiên, đề cập đến khả năng đề kháng bẩm sinh mà cơ thể được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngay từ khi chào đời, trẻ đã nhận được lượng kháng thể nhất định từ mẹ truyền sang đủ để phòng vệ trong những năm tháng đầu đời. Loại miễn dịch này mang lại khả năng chống lại bất kỳ vi sinh vật hoặc vật thể nào mà vật chủ gặp nó. Sức đề kháng bẩm sinh được cấu thành bởi các thành phần bên trong cơ thể, chẳng hạn như mồ hôi, da, niêm mạc, dịch nhầy, đại thực bào, vân vân. Miễn dịch thu được đề cập đến khả năng miễn dịch được vật chủ phát triển trong cơ thể sau khi nó tiếp xúc với kháng nguyên thích hợp hoặc sau khi chuyển giao kháng thể hoặc tế bào lympho từ người cho miễn dịch. Ngoài ra, khả năng miễn dịch này còn có được khi vay mượn từ nguồn gốc khác, chẳng hạn như vaccine, vitamin tăng sức đề kháng cho trẻ hoặc sữa. Tuy nhiên, loại miễn dịch này có tác dụng trong thời gian ngắn và chỉ phòng được một số bệnh nhất định. Có nên cho trẻ uống tăng cường sức đề kháng hay không? Đối với trẻ nhỏ, sức đề kháng giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe, nhằm phòng ngừa sự tấn công của tác nhân gây bệnh. Hơn thế nữa, miễn dịch bẩm sinh cụ thể là được truyền từ mẹ sang, chỉ có thời hạn trong 6 tháng đầu đời, tức là kết thúc khi con cai sữa. Do đó, trẻ cần vay mượn miễn dịch từ những nguồn gốc khác để đảm bảo cơ thể luôn được bảo vệ và phát triển toàn diện. Vậy đáp án cho thắc mắc có nên cho trẻ uống tăng sức đề kháng hay không là có. Đây là việc nên làm để trẻ có thể học tập, vui chơi, khám phá thế giới xung quanh trong một vòng tròn an toàn. Sản phẩm tăng cường sức đề kháng giúp bổ sung bé những vitamin và khoáng chất thiếu hụt mà cơ thể chưa tổng hợp đủ, từ đó giúp hỗ trợ tăng khả năng miễn dịch, bảo vệ cơ thể tối đa khỏi tác nhân gây hại. Không những vậy, uống tăng cường sức đề kháng còn giúp bé ăn uống ngon miệng, ngủ đủ giấc hơn, từ đó giúp thúc đẩy sự phát triển cả về trí tuệ lẫn thể chất. Tuy nhiên, cha mẹ cũng không nên chỉ tập trung vào những lợi ích mà sản phẩm mang lại mà bổ sung cho bé quá nhiều. Bất kỳ một sản phẩm bổ sung hay thuốc điều trị đều có dẫn liều lượng thích hợp. Cha mẹ tuyệt đối không được lạm dụng, bởi việc uống tăng sức đề kháng quá liều có thể dẫn tới những hậu quả đáng tiếc. Ở trẻ nhỏ, điều này có thể gây ra những tình trạng như chán ăn, tiêu chảy, tăng huyết áp hay béo phì. Đặc biệt, có nên cho trẻ uống tăng sức đề kháng hay không? Thực tế không phải trẻ nào cũng cần bổ sung. Việc bổ sung sản phẩm tăng cường sức đề kháng chỉ được dùng cho những trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như trẻ sinh non, trẻ không được bú sữa mẹ trong vòng 6 tháng đầu đời, trẻ thường xuyên mắc các bệnh về tiêu hóa, suy dinh dưỡng hay trẻ suy dinh dưỡng chậm tăng cân. Do đó, để có đáp án chính xác có nên cho con uống tăng cường sức đề kháng hay không, tốt nhất là cha mẹ nên tham khảo ý kiến từ bác sĩ chuyên gia. Cách tăng cường sức đề kháng tự nhiên cho trẻ. Chủ động tìm hiểu 5 cách tăng cường sức đề kháng tự nhiên cho trẻ dưới đây. Cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong vòng 6 tháng đầu đời. Khi còn trong bụng mẹ, bé được nhận những dưỡng chất từ cơ thể mẹ truyền sang, bao gồm kháng thể. Khi chào đời, nguồn bổ sung miễn dịch này được truyền từ mẹ sang bằng cách cho con bú sữa mẹ. Sữa mẹ chứa nhiều vitamin và khoáng chất, lượng kháng thể dồi dào giúp thúc đẩy hệ miễn dịch non nớt của bé. Đây là lý do tại sao các chuyên gia thường khuyên mẹ nên cho bé bú ít nhất trong vòng 6 tháng đầu đời, duy trì cho bé bú đến năm 2 tuổi.
tăng cường sức khỏe cho hệ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa được ví như cơ quan đầu não thứ hai của cơ thể. Ngoài chức năng hấp thu, cung cấp dưỡng chất, sự hoạt động ổn định của hệ tiêu hóa còn thúc đẩy tăng cường sức đề kháng, chức năng bảo vệ não bộ của trẻ nhỏ. Vì vậy, mẹ cần bổ sung vào thực đơn cho bé nhiều thực phẩm tốt cho hệ tiêu hóa, chẳng hạn như các loại rau xanh, súp lơ, cà rốt, khoai lang, cải xoăn, cải bắp hay rau bina, trái cây, chuối, đu đủ, táo, bơ, thực phẩm dầu kẽm, đậu phộng, khoai lang, lòng đỏ trứng, đậu Hà Lan, củ cải và sò, sữa và các chế phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai. Khuyến khích trẻ vận động nhiều hơn. Thông qua các hoạt động ngoài trời, bé có cơ hội cọ sát với tăng nhân bên ngoài, từ đó giúp hệ miễn dịch của bé dễ dàng thích nghi và nâng cao sức khỏe. Bên cạnh đó, vận động mỗi ngày còn giúp bé tăng cường dẻo dai, giảm nguy cơ béo phì và ăn uống, ngủ nghỉ tốt hơn. Giúp bé có giấc ngủ ngon. Giấc ngủ ngon đối với bé rất là quan trọng, giúp con thư giãn, hồi phục năng lượng và tăng cường hệ miễn dịch. Một giấc ngủ ngon và sâu giúp bé có thêm năng lượng, sự tỉnh táo và học tập vui chơi tốt hơn. Giúp con rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Nhiều bé có thói quen cho tay lên mắt miệng, điều này làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm vào cơ thể. Vì vậy, cha mẹ nên rèn luyện cho con thói quen rửa tay bằng xà phòng mỗi khi tiếp xúc với vật thể lạ nhé. Nếu các mẹ có bất kỳ thắc mắc nào, hãy comment ở phía dưới nhé, hoặc gọi vào hotline 0929 197 777 để nhận được tư vấn từ chuyên gia. Nhớ like và subscribe kênh nếu mẹ cảm thấy hay để nhận được nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày.